Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng biết là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là một người say mê thần học. Ngài giảng dạy về thần học tín lý lâu năm lắm trong nhiều đại chủng viện và học viện ở Việt Nam. Và vì tha thiết với việc giảng dạy và nghiên cứu thần học, cho nên Ngài cũng rất tha thiết để dịch cái bộ sách Enchiridion của Denzinger sang tiếng Việt. Ngài đã xin cha Alberto Nguyễn Văn Hòa dòng Đa Minh giúp thực hiện cái công việc rất khó khăn này. Cha Hòa nhận lời và trong suốt gần 10 năm, cha Hòa đã dành tâm huyết công sức để thực hiện cái bản dịch Denzinger. Thế thì cách đây hơn một năm, coi như công việc hoàn thành rồi, và Đức Cố Tổng Phaolô đã giao cho nhà sách Hòa Bình cái nhiệm vụ xin phép để in ấn và phát hành bộ sách Denzinger. Thế nhưng rất tiếc là Chúa gọi Đức Cố Tổng về bất ngờ quá, mà cũng vì thế cho nên công việc nó bị đình trệ lại. Thế thì thưa anh chị em, trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô không những là Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trong nhiều nhiệm kỳ, mà Ngài còn là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Và vì thế, nhân lễ giỗ đầu của Đức Cố Tổng Phaolô, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục phối hợp với nhà sách Hòa Bình để ấn hành bộ sách Denzinger này, để hoàn thành những tâm nguyện của Đức Cố Tổng Phaolô và cũng để bày tỏ lòng tri ân của Hội Thánh Việt Nam đối với Ngài. Thế cho nên hôm nay tôi rất hân hạnh trước mặt cộng đoàn quy tụ đông đảo trong ngày lễ giỗ để giới thiệu với anh chị em cái bộ sách Denzinger. Tôi phải nhờ ông thầy ông ấy cầm, bởi vì nó nặng quá, 2000 trang, 2000 trang cả tiếng Latin cả tiếng Việt, là bởi vì chứa đựng những tín biểu, định tín và tuyên bố của Hội Thánh Công Giáo trong lĩnh vực đức tin và luân lý. Cho nên những ai học thần học, quan tâm đến nghiên cứu và giảng dạy thần học thì không thể bỏ qua được. Sách dày 2000 trang nhưng mà giá bán là chỉ có 1 triệu thôi. Các sơ cười. Các sơ cười là bởi vì các sơ phải về xin tiền mẹ về trên ấy gì. 1 triệu đồng thì nghe nó lớn quá, nhưng mà 2000 trang cho nên tính ra mỗi trang có 500 à? Có 500 đồng trang sách là quá rẻ. Ê, có một đức cha hỏi tôi là giá bao nhiêu, thì tôi nói là giá 1 triệu đấy. Nhưng mà nếu đức cha mua đúng ngày hôm nay này, lễ giỗ Đức Cố Tổng Phaolô này, thì chỉ còn có 880 đồng. Mà không phải chỉ dành cho các đứa cha đâu, cả anh chị em nữa. Hôm nay nhà sách Hòa Bình người ta bán với giá đặc biệt. Xin chân thành cảm ơn cha Alberto Nguyễn Văn Hòa đã dành tất cả tâm huyết công sức để thực hiện cái công việc quan trọng này. Xin cảm ơn cha Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, nguyên tổng đại diện Tổng Giáo phận thành phố, là người đã cùng với Đức Cố Tổng Phaolô để đồng hành với cha Hòa trong suốt cái quá trình thực hiện công trình này. Xin chân thành cảm ơn nhà sách Hòa Bình đã vui lòng đứng ra đảm nhận cái việc in ấn và phát hành cuốn sách.
Chúng tôi cũng xin chân thành kính gửi thân nhân gia đình của Đức Cố Tổng Phaolô một bộ sách để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em đã vui lòng lắng nghe và trân trọng giới thiệu về anh chị em.